Đến khoảng 8 giờ ngày 3 tháng 12, sau khi chỉ đạo các lực lượng khống chế và dập tắt đám cháy tại chợ Khe Tre, ngôi chợ lớn nhất huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã yêu cầu công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương sớm thống kê thiệt hại để hỗ trợ, bố trí chợ tạm để các tiểu thương buôn bán, ổn định cuộc sống. Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng 3 tháng 12, tại chợ Khe Tre, có diện tích xây dựng 4.500m² bất ngờ xảy ra cháy. Đến 7 giờ, đám cháy được dập tắt. Kết quả điều tra ban đầu, vị trí phát sinh đám cháy tại lô 137, sau đó cháy lan ra khu vực khác. Ước tính có khoảng 345 kiosk bị cháy, với diện tích 2.400m². Khu vực cháy chủ yếu là hàng áo quần, tạp hóa, đồ điện.